Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu đến bạn một cái công cụ rất là mạnh mẽ. Khi sử dụng cái công cụ này thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm đúng cái khách hàng mục tiêu của mình. Thì để sử dụng cái công cụ này thì các bạn cần phải vào một cái website, đó là forresourceware.com, đúng không ạ? Cái công cụ này có tên gọi là AutoChat, đúng không? Các bạn click vào cái mục sản phẩm và các bạn click vào AutoChat. Ở đây thì các bạn sử dụng cái công cụ đó là Scan UID. Thì đây là cái giao diện của nó, đúng không ạ? Thì khi mà sử dụng cái công cụ Scan UID, tức là quét UID, chúng ta có thể quét bất kỳ một cái bài post nào, đúng không ạ? Một cái bài viết nào. Chúng ta có thể quét một cái thành viên group mà chúng ta tham gia, hoặc là chúng ta có thể quét được cái lượng tương tác của fanpage đó, đúng không ạ? Thì đây các bạn có thể thấy đây, chúng ta có thể quét được tương tác page này, UID tag này, quét thông tin page này, chúng ta có thể quét được thành viên group này, quét được người tương tác này, đó, tìm kiếm group theo từ khóa này, quét group của UID này, rồi quét thông tin group này. Công cụ này rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Thì cái công việc của chúng ta đó là quét những cái UID và chúng ta có thể convert UID sang số điện thoại để chúng ta có thể marketing, chúng ta có thể telesale. Và cái công cụ này rất là hiệu quả đối với những anh chị em làm về bất động sản hoặc là kinh doanh online, đúng không ạ? Cái công việc của chúng ta chỉ là quét UID và chúng ta sau đó chúng ta convert UID qua số điện thoại. Và khi chúng ta có số điện thoại rồi thì chúng ta chuyển cho bộ phận telesale và telesale gọi cho đơn thôi, đúng không ạ? Và dĩ nhiên khi mà các bạn quét những cái group này, quét những group thì các bạn hoàn toàn là có thể biết được, đúng không ạ, những cái khách hàng quan tâm về một cái chủ đề nào đó. Bởi vì chúng ta quét group thì group là một trong những cái nơi mà chứa những cái tệp khách hàng có chung sở thích, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta quét những cái thành viên của một group nào đấy thì hoàn toàn chúng ta có thể biết được là khách hàng của chúng ta có nhu cầu rồi, thì chúng ta có thể quét, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể đi spy những cái bài viết mà có lượng tương tác khủng, đúng không ạ? Có lượng tương tác khủng, ví dụ live stream hay là bất kỳ một cái bài post nào, cái video nào mà có lượng tương tác khủng thì chúng ta hoàn toàn có thể quét, đúng không ạ? Sau khi có cái tệp UID rồi thì chúng ta sử dụng cái tính năng là convert UID sang số điện thoại, và công việc của chúng ta là telesale, đúng không ạ? Và ở đây thì Nhất sẽ demo cho bạn, đúng không ạ? Thì ví dụ đi, Nhất đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản Ninh Thuận, đúng không ạ? Đấy, ok, mình tiến hành tìm kiếm thôi. Đây, hiện tại thì chúng ta tìm kiếm cái nhóm này đi, đúng không ạ? Giờ chúng ta lọc theo cái phần nhóm này để xem Nhất đã tham gia cái nhóm nào rồi. Đây, thì hoàn toàn chúng ta có thể copy cái đường link này nhá, để chúng ta quét những cái thành viên ở trong cái group mà chúng ta tham gia nhá. Hoặc là chúng ta kéo, đúng không ạ, đến những cái bài viết mà có lượng tương tác khủng ở trong cái bài nhóm, trong cái nhóm nào đấy. Thì đây thì Nhất sẽ quét thành viên nhóm trước đi, đúng không ạ? Thì quay trở lại phần mềm, chúng ta tiến hành click vào quét thành viên, vào cái mục là group nhé, quét group này, quét thành viên này. Rồi bây giờ chúng ta cần phải nhập cái ID. Đây này, đây là cái UID này, đúng không ạ? Thì làm thế nào nếu như là có những cái group mà họ đổi tên đấy, đổi cái đường link này, thì làm sao để chúng ta biết được cái UID? Thì rất là dễ thôi, các bạn vào cái mục là file ID này, nhập link vào, tìm ngay, đúng không ạ? Nó sẽ ra cái UID của Facebook. UID là cái mã định danh thôi, đúng không ạ? Mã định danh
duy nhất ở trên thế giới mà Facebook quy định cho một cái tài khoản, một cái group hay một cái fanpage hoặc là cái bài post thì đều có UID. Đó, để chúng ta có thể tìm kiếm cho nó dễ dàng, đúng không ạ? Thì khi mà có UID rồi thì các bạn chỉ cần dán sau cái facebook.com thôi, đúng không ạ? Enter thì nó ra cái group của chúng ta, hoặc là một cái bài post hoặc là bất kỳ một cái thông tin UID của một cá nhân hoặc là một fanpage, đúng không ạ? Vâng. Rồi quay trở lại, chúng ta copy, đúng không ạ? Nhấn vào đây để copy. Quay trở lại nhé. Quét group, đúng không ạ? Quét thành viên. Rồi chúng ta tiến hành dán cái UID vào, đúng không ạ? Ở đây thì nhất giới hạn 50 thôi, đúng không ạ? Bởi vì cái thành viên trong nhóm này nó lên đến 9.000 thành viên thì quét lâu, đúng không ạ? Thì demo cho các bạn thì nhất sẽ quét 50. Công việc của chúng ta là tìm đâu đó một ly cà phê, ly trà, ngủ rất là nhanh, đúng không ạ? Trong vòng vài giây thôi, chưa kịp đi tìm ly cà phê, ly trà uống thì nó đã xong luôn rồi, nhanh thật. Đó, đúng không ạ? 50 rất là nhanh luôn, đúng không ạ? Rồi chúng ta click tải xuống. Ở đây thì chúng ta chỉ cần ID tên thôi, đúng không ạ? Lưu ID thôi. Rồi ok, bây giờ các bạn lưu dưới dạng txt nhé, rồi click tải xuống. Rồi thì những cái tính năng như là quét fanpage rồi quét bài post thì nó cũng tương tự thôi, đúng không ạ? Tí nữa thì Nhất sẽ demo cho các bạn cái quét tương tác bài post này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái convert UID này để chúng ta convert. Đây, bây giờ chúng ta sẽ mở cái file này lên, đúng không ạ? Mở open đây, Ctrl A, Ctrl C, sao chép, đúng không ạ? Rồi dán vào đây. Rồi bây giờ chúng ta quét thôi thì nó được đâu đó tầm khoảng 50%, đúng không ạ? Đến 70%, đó 50%, tầm đó. Đấy, chúng ta sẽ biết được cái số điện thoại, đúng không ạ? Cái UID này, số điện thoại này. Đó, quá tuyệt vời. Ok chưa? Yeah. Rồi ví dụ bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực túi sách đi, đúng không ạ? Túi sách. Rồi bạn thử tìm kiếm một cái bài viết coi, đúng không ạ? Hay một cái video đi, một cái video đi, đúng không ạ? Đây 2K7 được xem đây. Đó, có 49 bình luận. Kiếm cái bài nào nhiều chút, đúng không ạ? Kiếm cái bài nào nhiều vừa bình luận chút. Đây 390 bình luận. Đó, đúng không ạ? Rồi, công việc của chúng ta là click vào cái ngày giờ đây này, ngày giờ này. Đó, copy cái đường link này, đúng không ạ? Copy. Quay trở lại. Và cái này thì các bạn nhớ lưu xuống nhé, tải xuống là nó sẽ lưu thông tin chúng ta. Và chúng ta đưa cái file này cho bộ phận Telesale và Telesale gọi thôi, đúng không ạ? Thì làm thế nào để biết ai với ai, đúng không ạ? Thì công việc thao tác của bạn này. Đây, để cho các bạn sử dụng được file này luôn, đúng không ạ? Ở đây nó không có tên mà, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn tải xuống này, đó, thì nó chỉ có thông tin này thôi, nó không có tên, đúng không ạ? Thì các bạn click vào, Ctrl V cái UID của ông, Enter, biết là của ai luôn, đúng không ạ? Ok, xin chào chị Ly La Khanh. Đó, em có một cái thông tin rất là tuyệt vời dành cho chị. Đấy, chị có muốn đầu tư trong cái dự án này, dự án kia không? Các bạn gửi thông tin cho khách, đúng không ạ? Hoặc là chị có thể cho em xin một cái Zalo hay là một cái email để em gửi thông tin cho chị, đúng không ạ? Không cần phải nói chuyện quá nhiều. Đó, Telesale đơn giản rồi thôi. Đó, chúng ta bắt đầu tạo mối quan hệ với khách hàng. Và khi mà khách hàng tin tưởng chúng ta rồi thì chúng ta ok, chốt đơn. Đó, vô cùng đơn giản, đúng không nào? Rồi quay trở lại cái phần lấy cái tương tác, đúng không ạ? Của cái bài viết, của một cái video chẳng hạn, thì chúng ta quay trở lại nhé, chúng ta click vào
trong cái ngày giờ này này đó. Rồi công việc của các bạn là copy cái đường link này, sao chép đúng không ạ, copy. Quay trở lại cái phần file ID này, các bạn nhập link vào đó, đúng không ạ, các bạn nhấn tìm ngay thì nó ra cái UID này đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quét tương tác bài viết hoặc là quét comment đúng không ạ. Tương tác bài viết ở đây 43 390. Ok, không biết là có nhiều hay không nhưng mà chúng ta cứ quét thử đúng không ạ. Cái công việc chúng ta là tìm một cái bài post mà có tương tác nhiều, biết thừa là ở đây những cái người mà bình luận thì có nhu cầu rồi đúng không nào. Thì công việc chúng ta là copy cái ID vào. Rồi ở đây cũng 50 đúng không ạ. Like, comment. Rồi comment thôi đúng không ạ. Comment, quét. Đấy, thì có 49 người comment đúng không ạ, 50 này. Đấy, 50 này đúng không ạ, nó quét rất nhanh. Cái công việc của chúng ta bây giờ là lưu cái file này đúng không ạ. Tải xuống. Rồi, lưu cái UID. Mở lên đúng không ạ. Rồi bây giờ chúng ta thử lọc dữ liệu xem nó có bị trùng không. Thử lọc đúng không ạ. Rồi. Ok, open. Sử dụng Excel để làm cũng được đúng không ạ. Mở Excel lên lọc. Dán vào đây đúng không ạ. Các bạn định dạng lại cho nó một chút đúng không ạ. Format cell dạng text. Rồi nhấn OK. Rồi dán lại nhé, dán lại vào. Nó ra cái UID này rồi đúng không ạ. Thì chúng ta lọc thôi, thử lọc vô data đúng không ạ, vô remove duplicate, nhấn OK. OK, như vậy là nó tự lọc cho chúng ta rồi, cái này không có cái nào trùng cả. Nếu như các bạn sử dụng như là đây quét post đúng không ạ, nếu như các bạn sử dụng chọn cả share cả comment thì chắc chắn là có sự trùng lặp đúng không ạ. OK, chúng ta comment thôi, chúng ta những người comment là những quan tâm đúng không ạ. Rồi công việc tương tự đúng không ạ, chúng ta convert. Rồi công việc của chúng ta là bật lại cái thằng này đúng không ạ. Copy dán nó vào đây. Rồi quét thôi. Đấy đúng không ạ. Ở đây thì nó cũng chỉ được 13 người thôi đúng không ạ. Nhưng mà kiếm được 13 người mà chúng ta gọi chốt được khoảng 1-2 người cũng là khá là ngon rồi đúng không nào. Bởi vì thất bại là sao, bởi vì những cái người này nhiều khi họ chặn đúng không ạ, chặn cái tìm kiếm thông qua số điện thoại hoặc là họ sử dụng email thôi chứ họ không sử dụng số điện thoại để họ đăng ký Facebook đó, nên thành ra là nó sẽ không thể nào mà quét ra được đó, đúng không ạ. Những công việc chúng ta lưu lại rồi đúng không ạ. Đây là công cụ rất là mạnh mẽ dành cho những anh chị em kinh doanh online và nhất là bất động sản đúng không ạ. Thông thường thì bất động sản sẽ tên lên sale rất là nhiều. Còn khi mà các bạn sử dụng, ok để nhập tắt cái này đi đã. Khi mà các bạn sử dụng cái tệp này thì có một cách nữa là các bạn có thể gửi tin nhắn đúng không ạ. Thì quay trở lại đúng không ạ, thì chúng ta có thể sử dụng cái Reinbook này. Thì cái Reinbook này là một trong những cái phần mềm để giúp cho chúng ta có thể remarketing, thậm chí là gửi tin nhắn cho những cái tài khoản mà chúng ta chưa hề quen biết đúng không ạ. Gửi tin nhắn đó, thì chúng ta có thể sử dụng một số cái phần mềm khác nữa đúng không ạ. Hoặc là chúng ta có thể kết bạn thủ công đúng không ạ. Copy này dán đây kết bạn thôi.
cái bảng thủ công với những cái tệp này, hoặc là sử dụng một số cái công cụ khác để các bạn có thể kết bạn với những người này và chúng ta kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu tương tác, vân vân. Nói chung là cái phần mềm này khá là mạnh mẽ nếu như các bạn biết ứng dụng nó vào trong cái lĩnh vực của mình, đúng không ạ? Và ok, như vậy là Nhất đã chia sẻ cho bạn một cái ứng dụng rất là mạnh mẽ, rất là hiệu quả của Forest Software, đúng không ạ? Có tên gọi là Scan UID. Thì các bạn có thể trải nghiệm nó, đúng không ạ? Thì cái bảng giá của nó sẽ có ở trong cái phần, ok, Nhất bảo lại đây, nó sẽ có ở trong cái phần này, gói cước này, đúng không ạ? Các bạn click vào đây, cái giá của nó đây khá là rẻ, đúng không ạ? Rất là rẻ, một tháng có 300.000 thôi. Đó, cực kỳ rẻ luôn. Thì các bạn có thể trải nghiệm thử nhá. Ok, các bạn truy cập vào website forestsquare.com này, các bạn trải nghiệm thử. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.